Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo, nên Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ rất chú trọng đến nội dung này. Việc đào tạo nghề được triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và giúp người dân tiếp cận, áp dụng vào sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế gia đình. Trước khi dạy nghề, người dân được khảo sát nhu cầu học nghề, từ đó lựa chọn các ngành nghề phù hợp. Từ năm 2021 đến nay, huyện Đức Cơ đã tổ chức được 67 lớp nghề sơ cấp và nghề ngắn hạn dưới 3 tháng với hàng nghìn lượt người tham gia. Các nghề đào tạo chủ yếu về sản xuất nông nghiệp phục vụ nhu cầu thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi học nghề, hầu hết học viên đều có điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp và có cơ hội học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân huyện, thì trong những năm qua, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với trường Cao đẳng Gia Lai cùng với phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn trên địa bàn huyện mở các lớp đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng với các lĩnh vực ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi hợp đồng lao động ở nước ngoài về trực tiếp tại các xã, thị trấn để tư vấn, tuyển dụng và đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động có thời hạn. Từ năm 2021 đến nay, thì huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn. Hàng năm, theo chỉ tiêu của huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ đã mở hàng chục lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn huyện. Để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo và giúp bà con được đào tạo những ngành nghề phù hợp, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy nghề bám sát theo chủ trương của địa phương. Từ đó, tổ chức được những lớp học phù hợp với nhu cầu và trình độ của người dân. Những lớp học nghề đã trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và có thể ứng dụng vào thực tế. Nhiều học viên sau khi hoàn thành các khóa học đã tự tạo được việc làm tại gia đình và xin vào làm việc tại các cơ sở có ngành nghề phù hợp. Thông qua cái lớp học này thì học sinh thì có thể biết thêm về cái an toàn điện trong quá trình mà sử dụng điện ở nhà hàng ngày. Và trong thời gian học thì học sinh được lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện ở trong gia đình, được thực hành tại tất cả các nhà học viên mà trong làng mà có hoàn cảnh khó khăn á. Thì cũng mong muốn là những cái lớp học này thì sẽ được là mở rộng thêm để cho bà con trong quá trình mà sử dụng điện thì có thể là biết được cách là an toàn hơn và có thể lắp đặt được chính cho gia đình mình cũng như là cho các hàng xóm khi mà có sự cố về điện hay là có sự hư hỏng điện gì đó. Bản thân là một học viên trong làng này được mở được gần một tháng nay, học viên tham gia rất tích cực và năng nổ. Cảm ơn Ủy ban Nhân xã đã tạo điều kiện và bên trung tâm huyện tạo điều kiện cho học viên mở một lớp điện, tạo cho học viên một trang bị cho mình áp dụng trong cuộc sống để tân trang cho mình những kiến thức cơ bản nhất về điện, an toàn điện, sử dụng điện như thế nào cho hợp lý để có phần nâng cao chất lượng của cuộc sống. Tại huyện Đức Cơ, các công ty cao su thuộc binh đoàn 15 hiện đang có hàng chục nghìn lao động tại chỗ. Trong đó có nhiều lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh binh đoàn 15, các công ty luôn thực hiện chủ trương ưu tiên đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn đơn vị đứng chân. Ngoài việc ưu tiên tuyển dụng lao động vào làm việc tại các đơn vị trên địa bàn huyện, các công ty còn tuyển dụng và đưa lao động đi làm việc tại các đội sản xuất ngoài huyện với mức lương cao hơn và ổn định hơn. Đưa bà con sang bên này thì đặc biệt là có sự quan tâm về các cái chế độ chính sách. Thứ nhất là về các cái nhu yếu phẩm và các cái vật dụng ban đầu cũng như nơi ăn và chỗ ở và nơi sinh hoạt. Và hàng tháng thì được đơn vị cũng như giám đốc công ty thì hỗ trợ tiền điện và một số cái nhu yếu phẩm để bà con yên tâm công tác.
qua quá trình tổ chức tuyển dụng mới và đưa vận động bà con sang bên 4 đội 16, 17, 18 và 19 thuộc chi nhánh công ty 75 đứng chân địa bàn xã Gia O, huyện Gia Rai, thì bà con đã có công ăn việc làm ổn định và có thu nhập cao. Từ đó bà con đã sắm được các cái vật dụng, các cái phương tiện phục vụ cho đời sống, cũng như từ đồng lương đó thì đầu tư sản xuất cho gia đình và đã có cuộc sống ấm no. Nói chung là qua bên này chỉ là bị gạo, cũng nói chung là cũng kiếm được vừa đồng để trong thu nhập được một tháng 10 triệu đến 13 triệu một tháng để đủ ăn lo cho gia đình thôi. Đấy, nói chung là cảm ơn chỗ đội người ta theo sắp tuấn dần qua bên này để cũng học hỏi như anh em bên đội 18. Có thể thấy công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Với những thành công đó, huyện Đức Cơ cũng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn lực và thông tin cần thiết, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để bà con có việc làm ổn định, cải thiện đời sống. Trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ thực hiện đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.